gọi món và trải nghiệm ẩm thực ngay trên thuyền. Giữa dòng sông êm dịu sẽ là những trải nghiệm tuyệt vời đối với du khách khi cùng gia đình họp chợ về đêm trên kênh Nhiêu Lộc. Đến với lễ hội sông nước mỹ vị Chợ Nổi năm 2024 là dịp để khách du lịch thưởng thức những món ăn độc đáo, trải nghiệm không gian văn hóa Chợ Nổi, tái hiện cuộc sống sông nước đầy sắc màu, giúp du khách gợi nhớ về hương vị của những món ăn Nam Bộ mộc mạc nhưng chứa đựng những ký ức, kỷ niệm đối với vùng đất miền Tây hiền hòa. Hai bé nhà chị thì cũng mới thi học kỳ xong, thì chị cũng muốn thưởng cho hai bé một chuyến đi chơi. Thì từ nãy giờ thấy các bé là cũng vui vẻ, cũng thưởng thức cũng rất tốt. Coi như là một cách để mà các bé đi về Cần Thơ mà nó gần hơn một chút. Lần đầu tiên thì mình đi trên chiếc du thuyền để dạo quanh thành phố thì mình cảm nhận là rất là mát mẻ và hôm nay không khí cũng tốt, cho nên thấy gia đình nhà các con đi cũng rất là vui, thức ăn trên thuyền cũng rất là ngon. Ở đây thì chị thấy cũng tái hiện cũng gần giống với lại ở dưới Chợ Nổi. Hồi đó chị đi là Chợ Nổi Cái Răng á, thì thấy cũng vui, cũng giống như vậy á. Tại không gian ẩm thực Chợ Nổi, khách tham quan sẽ trải nghiệm di chuyển từ bến quận 3 hoặc quận 1 dọc theo kênh Nhiêu Lộc đến khu vực tái hiện Chợ Nổi của lễ hội. Trên thuyền, khách tham quan có thể mua sắm và thưởng thức các món ăn đặc sắc của vùng đất Nam Bộ như các món ốc đồng, ốc hấp lá trúc An Giang, cà ri ốc, bánh canh vịt miền Tây, bánh lọc xào của người Khmer. Bên cạnh đó, không gian sản phẩm thủ công lưu niệm và không gian trải nghiệm sống xanh sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm dân dã, những sản phẩm thủ công mỹ nghệ xinh xắn làm tò he bởi các chuyên gia hoặc thợ thủ công. Lễ hội do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo tổ chức. Sự kiện diễn ra từ ngày 1 tháng 6 năm 2024 đến ngày 9 tháng 6 năm 2024 tại bến Nội Đô Nhiêu Lộc, số 1 Hoàng Sa, phường Đa Cao, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.